Ngươi hãy giữ lòng trung thành cho đến chết, thì ta sẽ ban cho ngươi triệu thiên sự sống. Lạy Chúa của con, nhiều khi con cũng muốn mình giàu có, muốn thành công, muốn mua được miếng đất, cất căn nhà, rồi mua xe hơi, rồi có tiền sống một cuộc sống mà mình thích. Nhưng cuộc sống vốn dĩ mong manh, chẳng ai biết được Chúa sẽ gọi con về lúc nào. Có rất nhiều lúc con chạy theo tiền tài danh vọng như thế, nhưng thật may lúc này con ngồi đây, nhìn lại và trò chuyện cùng Chúa. Con thấy con may mắn, vì con còn có Chúa, nhớ đến Chúa cho đến ngày hôm nay và giây phút này. Con xin Chúa tiếp tục bên con, nhắc nhở con sống tử tế đúng như lời Chúa dạy, mến Chúa và yêu người, để đến cuối cùng con sẽ nhận được phần thưởng của Chúa là triệu thiên sự sống. Amen.